Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình tiếp tục quay thêm một cái video nữa ha. Thì những cái video hôm qua mình có chia sẻ về mình rửa xe, chăm sóc chiếc xe mình, thay không phải thay nhớt mà rửa xe, bảo dưỡng lớp nhựa đen. Nói chung là mình vệ sinh lại cho xe sạch. Thì hôm nay nó vẫn còn sạch nha. Mình vẫn chưa đi ra đường nên xe vẫn còn trong tình trạng mới. Nhưng mà ngày hôm qua, hôm qua có trong quá trình dọn xe, nói chung là có phát hiện một cái đinh anh em ạ. Đây, cái đinh đâu ta? Đinh đâu ta? Mình để cái chân trống giữa ở ngay cái mặt đường á, nó gồ ghề với lại cái bánh xe mình to quá. Nói chung là có nha. Cái vết đinh giờ mình sẽ phải đi phá, cũng như là khắc phục lại cái con heo dầu sau nó kêu anh em này. Đó, heo dầu kêu này. Nè, anh em thấy không? Đi cực kỳ khó chịu luôn. Tốt nhất là bây giờ sẽ đi pin lại chiếc xe một chút nha anh em. Heo dầu kêu này, không biết cái búa thắng có mòn không nè. Chân trống giữa lên cái nha anh em. Thôi rồi mình nổ máy xe cho nó đề ba chiếc xe cái đó. Đâu đâu ta? Đây anh em này, thấy không? Đó, một cái đinh nha, một cái đinh. Còn cái bộ nhôm sinh dĩa thì hôm qua mới vệ sinh xong vẫn chưa vô nhớt nè anh em, nên giờ quay bánh hơi khô nè. Còn cái lớp nhựa đen này, mình hôm qua mình đã lau rồi, giờ nó vẫn còn trong tình trạng là ok, bóng bông anh em ạ, à, thấy không? Bóng nè, mình bóng nha. Đó. Nói chung vẫn còn êm lắm anh em ạ. À. Giờ phải đi về, phải đi vá bánh xe giống như khắc phục lại cái lối heo dầu anh em này. Cực kỳ khó chịu luôn. Bây giờ đi ra anh em ơi. Ôi nước. Xe mới rửa xong anh ơi. Vậy em cái bánh xe anh ơi. Vậy bánh xe sau á. Ủa cái con heo nó đi mà nó vô ổ gà nó kêu quá, do bố mòn hả ta? Heo sau nè. Nè. Đi vô cái mấy cái gà nó kêu hơi bị kinh luôn á. Kêu xe là một phần rồi, nhưng mà cái này kêu nữa nè. Ờ. Như chắc là do bổ mòn quá nhỉ, bổ mòn nên nên khả năng là nó kêu. Nhưng mà đi cảm giác nó kêu kinh lắm, tại vì hồi trước em có thay cái phốt một lần rồi anh hiểu không? Nó bị bể. Như cái bổ. Nó phải nóng chứ. Nó cứng là không nó đi không quay bánh đâu. Vậy. Vậy cái bổ này giờ thay được chưa ta? Thấy nó thay mẹ đi, lỡ tháo bánh xe ra rồi vá cho thay luôn đi. Nhiêu bổ sau nhiêu? Bổ sau 150 không chị? Đang trên này tí nữa chạy thử vòng là ok. Ok, thay bổ vá xe, đăng xe này luôn. Hai quốc cây đinh ở giữa này nè. Tháo đi nhá. Để chưa tháo anh xem tháo rồi thì nè. À. Nãy vừa mới kiểm tra vừa thấy đó. Chìa khóa. Rồi, em rồi á. Thằng này về lúc nào đó mà anh nhà anh tự căng không? Anh cứ nhìn thẳng tắp nha. Ok. Với lại cái xe này nó đi nó hay kêu nha. Chắc là do trùng á, nó bả vô, nó bả nó kêu. Em mà không thằng kêu hay
À. Vậy là ok nè anh nè. Má cứng này nó thay cái do tính là cũng là do cái phốt cao su á. À. À giờ nó đỡ kêu nè. Rồi cảm ơn nha. Tại bữa sau ra làm cái vụ làm cái luôn. Ăn tới lắm rồi nè. Ok anh em ơi, vừa mới thay cái phốt lại nè. Nói chung là phải thay các kiểu. Để mình đi đổ xăng đó anh em ạ. Thì nãy vừa mới tổng chi phí là hết 201 anh em ơi. 201 rồi bao gồm cái gì? Là mình thay cái phốt đen, cái phốt mới mình chỉ cho anh em xem á. Đó, cái phốt này nè. À, cái phốt này thay cái phốt này nè. Xong rồi thay phốt là thay bộ thắng. Thay bộ thắng mình mua cái này cũng không được ngon á, nó ăn dĩa quá thay luôn. Đó, xong rồi hai cái ba cái chút nhựa đen thì không nói rồi. Nói chung tổng thể 201 tăng sên châm nhớt sên, nói chung cái mấy đó là tiệm miễn phí cho. Đó, xong rồi nói chung tổng thể rồi như giờ 201 mà khắc phục được cái lỗi là heo kêu ha. Đó, bây giờ là bao sầu riêng flat, bao sầu riêng flat luôn anh em ạ. Hôm bữa mình thay cái phốt á mà vô cái tiệm kia nó thay cho mình cái phốt chắc đẻo hay sao á, nó không có được ngon. Nói chung là anh em nào mà bị cái tình trạng bị cái tình trạng là cái con heo dầu kêu giống mình á thì anh em nên khắc phục giống mình vậy. Chỉ cần là một là cái thay cái bộ thắng, cái bộ thắng nó mòn quá. À, hai với lại nó cái phần cái phốt cao su á, chủ yếu là cái phốt cao su thôi. Đó, vệ sinh phốt cao su, vệ sinh cái tay thay cái phốt khác cho nó khít khít chút là cái heo của bạn là nó không có bị rung lay quá, hiểu không? Nhưng cái con heo nó sẽ có một cái độ rơ nhất định. Nhưng mà nó rơ vừa phải thôi, nó vừa rơ quá là nó anh em đi vô mấy cái ổ gà nó dằn nó kêu kinh lắm. Thì mình làm một cái video sơ sơ mình chia sẻ cho anh em như vậy thôi ha. Đó, một cái vlog cơ bản chứ mình sẽ tự chăm sóc xe của mình à. Có thể mình quay lên có nhiều bạn cũng giống mình á, mình bảo đảm luôn, ai mà đi dòng xe này giống mình có thể bị, kể cả cái xe khác này, về những dòng xe khác mà nó cũng sử dụng, mình cũng heo sử dụng một cái heo dầu xong mà nó đi có cảm giác mà nó kêu, anh em cứ kiểm tra cái phốt cho mình đó. Vậy thôi, kiểm tra thẳng vô vấn đề thẳng, kiểm tra cái phốt cao su đó nha. Đó, giờ đi đổ xăng anh em ạ. Đi đổ xăng anh em ơi. Tự nhiên vệ sinh xong thấy nó êm hẳn ra anh em ơi. Thì em dựng đứng lên rồi. Ai chà, thì ra là bị ảo rồi anh em ơi. Cái xăng mình đang bị chớp mà mình đổ đầy bình là 75.000, mà hôm bữa mình đổ cái cây kia là mình còn một cục, mà mình đổ 80.000 mới còn một cục, bạn hiểu ý không? Có nghĩa là cái xe đợt mình đổ ở trong mình đi làm chứ đừng đi làm, mà cái xăng đó là cái xăng của tư nhân, không phải của Petro Limit này đâu, của thằng Petro này, của thằng này á là của nhà nước, thì khả năng là nó không có ăn chênh lệch bao nhiêu tiền xăng hết á. Còn cái thằng mình đổ xăng ở ngoài đó anh em, còn một vạt nha, còn một vạt đỏ nha.
là mình đổ ở đây luôn là 80.000. Còn cái này là mình xe, còn hiện tại mình đang đổ cái cây xăng của Vetro này nè, mình chớp luôn. Mà mình đổ đây mình có 75.000, vậy suy ra là cái cây mà mình đi trên đường đi làm mình đổ cây đó là nói chung khá là anh cũng hơi bị nhiều đấy. Cái cây xăng nhà nước này nó lấy khi nào mà nó gian lận cũng như khóa lắm anh em, có cũng có thể nhưng mà nó một phần nào thôi, ít nhỏ nhỏ thôi. Mình thằng cũng có nội cây xăng ngoài thì nó chém tới luôn. Rồi ok anh em ha, thì hôm nay mình chia sẻ một cái video về phốt fit lại cái lỗi con heo dầu nó kêu. Thì anh em nào bị giống mình á thì có thể xem và khắc phục y chang mình, chỉ cần thay phốt thôi ha. Thì mình chỉ là một cái video chia sẻ thôi, chứ không phải là video hướng dẫn nào mình tự tay lắp ráp là fit cái lỗi đó. Mình cũng đi ra tiệm thôi anh em ạ, mình cũng ra tiệm xe máy kêu họ làm thôi nha. Thì anh em nào mà bị cái lỗi đó giống mình thì cứ làm thôi. Đó, cái heo dầu nó kêu khó chịu quá thì cứ làm theo giống mình xong đó, khắc phục được cái lỗi rồi. Ok, cảm ơn anh em đã xem video của mình, hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo nha. Ok.